Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nội Thất Nhà 365. Bạn đã phải rất đắn đo khi phải tìm kiếm một cơ sở sản xuất sofa uy tín, chất lượng, hoặc bạn đã mua nhầm sofa để rồi khi bạn nhìn lại bộ sofa mình vừa mua chưa lâu đã bị hỏng. Đặc biệt là dùng loại da sofa có tốt không, da như thế nào, xuất xứ từ đâu. Hôm nay Nhà 365 sẽ giải quyết vấn đề nan giải của các bạn. Cùng Nhà 365 xem hết video nhé. Với đội ngũ nhân công lành nghề, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất nội thất nói chung và sofa nói riêng, công ty xây dựng và nội thất Huy Nam luôn đảm bảo quá trình sản xuất an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng yêu cầu đề ra cho khách hàng cá nhân và khách hàng là hộ kinh doanh hàng quán, khách sạn, văn phòng v.v. Dựa vào đâu mình có thể tự tin như vậy? Là vì chất liệu da làm ra bộ sofa là tiêu chí hàng đầu mà công ty Huy Nam đặt ra, với các loại da như da bò thật được nhập khẩu từ Ý, Brazil. Microfiber hay còn gọi là dòng da vi sợi nhập khẩu. Da Visa, Milan, Roma cũng được nhập khẩu từ Ý. Ngoài ra còn rất nhiều dòng da khác cho bạn thoải mái lựa chọn cũng như phù hợp với tài chính của mọi người. Công ty xây dựng và nội thất Huy Nam có lợi thế nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ, với vị trí địa lý thuận lợi như vậy thì có thể phục vụ được tất cả các khách hàng gần xa, đặc biệt là các khu vực Đông Tây Nam Bộ. Trong video này, Nhà 365 ngoài việc giải đáp thắc mắc về chất lượng sofa cho mọi người thì còn mong muốn tìm kiếm và hợp tác được các đại lý, nhà thiết kế, cộng tác viên để có thể cùng nhau phát triển và phục vụ được tất cả các khách hàng gần xa. Đặc biệt là thời gian từ bây giờ cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Nhà 365 có chương trình tặng voucher 5% sofa và giường ngủ khi các bạn mua bộ bàn ăn nhập khẩu tại Nhà 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Nếu có thắc mắc hoặc cần liên hệ mua đặt hàng, các bạn có thể liên hệ với phòng kinh doanh để được tư vấn tận tình và miễn phí. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau nhé.